Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Thực phẩm bẩn phải có ai đó chịu trách nhiệm đi chứ? Quý vị và các bạn thân mến, vụ việc 665 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến trường iSchool Nha Trang, trong đó khiến một học sinh lớp 1 tử vong, chỉ là một phần nổi trong tảng băng chìm thực phẩm bẩn. Trong một hội nghị trực tuyến toàn quốc mới đây do Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế tổ chức, vấn đề ngộ độc thực phẩm tiếp tục được gióng lên những hồi chuông cảnh báo. Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận 77 vụ ngộ độc thực phẩm với số ca mắc là 1.900 người. Các vụ ngộ độc thực phẩm chủ yếu do căn nguyên từ yếu tố tự nhiên 26 vụ, do vi sinh vật 29 vụ, do hóa chất 3 vụ. Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm với 522 người bị ngộ độc, 11 người tử vong. Gần như đã thành thông lệ thường niên, cứ mỗi dịp cuối năm, vấn đề thực phẩm bẩn lại được sới sáo lên để cảnh báo, để ra quân thanh kiểm tra, đẩy mạnh truy quét. Thực phẩm bẩn đã trở thành vấn nạn nhức nhối năm này qua năm khác, là mối đe dọa thường trực của bất cứ ai, bất cứ gia đình nào. Và nhân dân dường như cũng đã quá quen với giai đoạn cao điểm tổng tấn công, thực phẩm bẩn đến hẹn lại lên. Quen luôn với quy trình, sau khi xảy ra một vụ việc đau lòng ở đâu đó, thì một loạt cơ quan quản lý bắt đầu ban hành văn bản chỉ đạo, thành lập đoàn liên ngành, thắt chặt kiểm tra. Có một chuyên gia xã hội học trong những buổi trà dư tửu hậu với chúng tôi vẫn thường gợi mở, dư luận chúng ta cứ thấy vụ việc vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm là rộ lên chửi rủa, lên án đám con buôn vô lương tâm mà ít khi nghĩ về trách nhiệm của những người làm công tác quản lý. Tức là quan tâm phần ngọn mà không bản chất sâu xa phần gốc nó như thế nào. Đó là công tác quản lý vẫn còn nặng, kiểu phong trào, xong tết đâu lại vào đấy. Vẫn còn chạy theo xã hội, chạy theo dư luận, vụ việc rộ lên một thời gian rồi lại thôi. Phân tích rồi tự hỏi, liệu chúng ta còn quản lý theo kiểu chạy theo như vậy đến bao giờ? Phải có ai đó phải chịu trách nhiệm về vấn nạn này chứ? Tất nhiên, trước hết phải khẳng định rằng chúng ta không thể phủ nhận những chiến tích trong cuộc chiến chống lại vấn nạn thực phẩm bẩn những năm qua. Nhưng với tiêu chuẩn đời sống ngày một nâng cao đồng nghĩa với nhu cầu an toàn của nhân dân ngày càng phải được đảm bảo. Đáng buồn thay, mở từng trang báo hay lên mạng xã hội, có thể dễ dàng bắt gặp thông tin về tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm ở khắp mọi nơi. Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm hết thời hạn sử dụng, thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn. Chỉ mới đây thôi, Bộ Công an phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, triệt phá một kho hàng thực phẩm đông lạnh với quy mô lên tới hơn 90 tấn hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại địa bàn huyện Mê Linh. Hãy khoan nói về nguy cơ đối với người tiêu dùng sẽ tai hại như thế nào nếu số thực phẩm trên được buôn bán chót lọt. Hãy nghĩ xem công tác quản lý như thế nào mà để một kho thực phẩm bẩn khổng lồ như thế hoạt động ngay ở giữa thủ đô. Về những con số thống kê tại Hà Nội, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2022 đã có 699 đoàn thanh tra, kiểm tra đã kiểm tra được 16.294 cơ sở kinh doanh sản xuất, chế biến thực phẩm, thức ăn đường phố. Trong đó đã phát hiện 2.966 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.140 cơ sở với số tiền phạt là hơn 3,2 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng 6 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố và các đơn vị có liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố, xác định công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm các cấp luôn là tiêu chí quan trọng. Qua đó, đã tổ chức tổng số đoàn kiểm tra thanh tra về an toàn thực phẩm từ thành phố đến quận, huyện và phường, xã, thị trấn với 488 cuộc. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia 394 cuộc, phát hiện 14.472 cơ sở vi phạm. Tổng số tiền do các cơ quan chuyên môn xử phạt là hơn 64,3 tỷ đồng. Buộc tiêu hủy sản phẩm tại 5.808 cơ sở, buộc ngừng hoạt động là 120 cơ sở. Đó thực sự là những con số nếu nhìn sơ qua sẽ thấy khá quyết liệt, ấn tượng, tuy nhiên vẫn chẳng là gì so với mối đe dọa khủng khiếp mà thực phẩm bẩn đang ám ảnh người dân mỗi ngày. Hầu hết trong các báo cáo tổng kết hay kiến nghị của các địa phương đều nêu khó khăn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, là chế tài chưa hoàn thiện, lực lượng chấp pháp mỏng. Rất hiếm hoi nếu không muốn nói là chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm cá nhân về vấn nạn này. Trở lại với vụ việc ở trường iSchool Nha Trang, mới đây Trung tâm Y tế Nha Trang đã có báo cáo, sau khi nhận được thông tin có vụ ngộ độc thực phẩm, sáng ngày 18 tháng 11,
Đoàn kiểm tra thành phố đã tổ chức phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Công an môi trường tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ban giám hiệu trường học và tiến hành kiểm tra tại bếp ăn bán trú của trường. Kết quả của Viện Pasteur Nha Trang thể hiện có 3 loại vi khuẩn được phát hiện qua xét nghiệm mẫu cánh gà chiên là Salmonella spp, Escherichia coli và Bacillus cereus. Trong đó, Bacillus cereus, trùng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu còn có trong mẫu nước mắm. Theo lời khai của người giám sát và nhân viên bếp, nguyên liệu cánh gà được nhập chiều ngày 16 tháng 11. Sau khi nhập hàng, thực phẩm còn nguyên thùng được để trên bàn trong khu vực bếp đến sáng hôm sau thì chế biến món ăn. Khoảng 7 rưỡi đến 8 giờ sáng ngày 17 tháng 11, mở thùng nguyên liệu thấy cánh gà chưa giã đông, nhân viên bếp ngâm trực tiếp thực phẩm trong thau nước để giã đông, sau đó luộc sơ rồi chiên. Trung tâm Y tế Nha Trang, việc thực phẩm chưa giã đông hoàn toàn, nấu chưa chín kỹ, nguồn nguyên liệu không đảm bảo cũng là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển, gây nhiễm khuẩn thức ăn. Từ những thông tin kết luận ban đầu vụ việc ở iSchool Nha Trang, có thể thấy nguy cơ thực phẩm bẩn ngày càng tấn công vào trường học, bếp ăn tập thể một cách tinh vi và rất khó để phát hiện bằng mắt thường. Có ai dám chắc mỗi bữa ăn hàng ngày của học sinh, cán bộ công nhân viên các bếp ăn tập thể đang an toàn? Chắc chắn sẽ không có ai nếu công tác quản lý của chúng ta vẫn cứ đi sau và trách nhiệm người đứng đầu chưa được xem xét xử lý thỏa đáng. Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỷ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được lại quả 60 cọc tiền. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát cáo buộc sau khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch NSG Group đã lại quả bị can Bùi Thị Lệ Phi, khi đó là giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, 3 tỷ đồng với 60 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tin cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 20 bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Cần Thơ. Theo đó, các bị can bị truy tố trong vụ án này gồm Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, Cao Minh Chu, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch hội đồng sáng lập tập đoàn Hành trình Thành công mới NSG Group, Kim Trọng Đoàn, tổng giám đốc NSG Group, Lê Huy Bình, phó tổng giám đốc NSG Group cùng 15 bị can khác cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, giai đoạn năm 2017 đến năm 2019, Sở Y tế Cần Thơ được giao thực hiện 4 gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Do muốn trúng thầu, bị can Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch hội đồng sáng lập NSG Group, gặp ông Võ Thành Tống, khi đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, sau là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghỉ hưu trước tuổi tháng 11 năm 2022, xin tạo điều kiện. Sau đó, ông Thống giới thiệu Nga tới giám đốc và phó giám đốc Sở Y tế, khi đó là bà Nguyễn Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu. Được hai người nhận lời giúp đỡ, bà Nga đã thông bằng cách cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, báo giá khống để cùng Sở Y tế Cần Thơ lập hồ sơ thầu theo tiêu chuẩn, mức giá hai bên thống nhất. Các công ty của bị can Nga còn ký trước hợp đồng mua hàng để đáp ứng các tiêu chí gói thầu. Nhóm công ty của cựu chủ tịch NSG Group còn tự đóng vai quân xanh quân đỏ để thông thầu. Do vậy, công ty NSG và công ty Bình An của bị can Nga đã trúng 4 gói thầu với tổng giá trị gần 90 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước 32,6 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã lại quả bị can Phi 3 tỷ đồng. Cụ thể, chiều ngày 2 tháng 12 năm 2019, cựu chủ tịch NSG Group đi công tác Cần Thơ nên chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Viết Hồng rút 3 tỷ đồng tiền mặt làm quà. Số tiền này bao gồm 6 bó, mỗi bó 10 cọc mệnh giá 500.000 đồng. Trưa ngày 3 tháng 12 năm 2019, Nga hẹn gặp bị can Phi tại nhà riêng của vị giám đốc sở. Theo nhân viên của cựu chủ tịch NSG Group, tại đây họ đưa túi tiền cho nữ giám đốc rồi không thấy đâu nữa. Các bị can Nga và Phi phủ nhận việc đưa cầm 3 tỷ đồng, song Viện Kiểm sát căn cứ lời khai các nhân viên của cựu chủ tịch NSG Group cũng như sao kê ngân hàng, list điện thoại và khẳng định họ có tặng nhau số tiền này. Ngoài ra, công ty NSG còn tặng Sở Y tế Cần Thơ 100 triệu đồng mỗi dịp Tết các năm 2019-2020. Sau đó, số tiền này được dùng cho mục đích chúc Tết của cơ quan theo chỉ đạo của các bị can Phi và Chu. Vụ án công ty Alibaba, bị cáo từng chỉ đạo đập xe nó cho chị khai gì? Thưa quý vị, tại tòa, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từng chỉ đạo nhân viên công ty Alibaba đập xe nó cho chị, mong hội đồng xét xử xem xét lại số tiền mà bị cáo chịu trách nhiệm. Trong số 23 bị cáo có bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang, nhân viên pháp lý công ty Alibaba, từng hầu tòa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì chống đối đập xe đoàn cưỡng chế dự án ma. Bị cáo Trinh bị phạt 4 năm 6 tháng tù về hai tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.
tại tòa, bị cáo Trinh không đồng tình với các cáo trạng truy tố. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc có trực tiếp soạn thảo biên bản họp văn bản thành lập pháp nhân, bị cáo Trinh khai không trực tiếp soạn thảo, các văn bản đều có sẵn. Bị cáo không ký thành lập 20 công ty vì đây là thủ tục của các cổ đông. Bị cáo Trinh trình bày, thời điểm nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là giữa các cá nhân với nhau, không sai quy định. Nếu sai thì phòng công chứng sẽ không công chứng. Bị cáo Trinh khai, sau khi nhận chuyển nhượng, bị cáo đã làm ủy quyền lại cho công ty Alibaba Lao Phim, là công ty thuộc công ty Alibaba toàn quyền sử dụng và không biết các biển và không biết các triển khai tiếp theo, không tìm kiếm khách hàng không được hưởng lợi. Đến khi nhận kết luận điều tra, bị cáo mới biết có 93 bị hại với số tiền chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng.